Cũng trong ngày hôm nay, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng đã tới kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc và Lữ đoàn 113 binh chủng đặc công. Kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu đơn vị cần nắm chắc tình hình địa bàn để xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu phù hợp. Kế hoạch trực phải thường xuyên được bổ sung sát với tình hình địa bàn, đồng thời duy trì nghiêm công tác hậu cần, kỹ thuật tại chỗ, triển khai nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động ra soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, trọng tâm là kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh. Quá trình luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, các thành phần tham gia đã xử lý tình huống, bảo đảm linh hoạt, khoa học, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Với Lữ đoàn đặc công 113, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã tổ chức huấn luyện bổ sung các nội dung như võ chiến đấu, kỹ thuật bắn súng, chiến thuật trung đội, đại đội tiến công lực lượng khủng bố và giải thoát con tin. Vật chất hậu cần, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật và nhiều vật chất khác được lữ đoàn duy trì đầy đủ số lượng và chất lượng, bảo đảm tốt cho các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu cán bộ chiến sĩ hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các đơn vị liên quan, nắm chắc địa bàn, tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống kịp thời khi có lệnh, duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định.